ơi, anh Cường về rồi. Hả, thằng nghiện đấy nó về rồi à? Con biết con nghiện cả nhà không vui, nhưng nếu không nghiện bạn bè không chơi. Con biết con về cả nhà không vui, không muốn con về nhà càng thêm xui. Năm tháng trong trại nào ai ghé thăm, không ai ghé. Sáng sớm ra ngoài đập nhớ, chiều ăn cơm nhớ mẹ nhớ nhà. 2-3 Tết rồi, tiền đâu? Thế thôi. Ồ, lại tiền ăn Tết rồi. Năm nào mấy cái câu hỏi tiền đến đâu hết cần đâu. Thì đấy, cho mẹ cha mày còn đi sắm sửa. Đúng tiền không? Bà cả năm nay con không tiêu cái gì cả mẹ. Thế thì chả tiết kiệm được nhiều lắm à? Đưa mẹ mấy chục củ. Từ mẹ. Hả? Nghe câu đã. Con không tiêu tiền bởi vì số tiền đâu mà tiêu. Mày cũng đi làm cả năm, làm gì có chuyện không có tiền. Con có, nhưng mà con cho em thương mất rồi. Thương nào? Thương cho tấm thân cơ. Tiền không gái chẳng, phế nhân, phế vật. Thật ra là con có em Liên. Hà Liên nào? Liên Quân Mobi. Cứ thế này là lại quảng cáo Liên Quân. Có sự kiện này lọ. Mẹ cho con quảng cáo Liên Quân. Con mới có tiền mà cho mẹ tiêu tên chứ. Ây ạ. Dừng. Mày vừa nói cái gì? Con bảo quảng cáo Liên Quân. Quảng cáo Liên Quân kiếm tiền tiêu Tết cho tao á? Đúng rồi. Quay ra luôn. Tết Liên Quân, dinh quà rước lộc, cơ hội để nhận miễn phí trang phục Triệu Vân Thần Tài và Slim sứ giả thiên giới. Cả hai trang phục đều là bậc S cộng. Săn trang phục bậc S cộng miễn phí với sự kiện chung sức đốt pháo. Miễn phí quân huy hữu hạn tại sự kiện gieo quyền đầu xuân. Và còn rất nhiều ưu đãi cũng như là mốt chơi game thú vị ngày Tết. Nhớ cùng một vào chơi game nha. Mùng 1 nha. Được. Thế ông Mịch tiền đâu? Tôi làm gì có tiền. Lại chối à? Thế lương tháng đâu? Bà cầm. Tiền bán nợ đâu? Bà thu. Tiền chơi phường đâu? Bà giữ. Thế quỹ đen ở đâu? Làm gì có. Chắc chắn là giấu tôi. Nốt đây. Ô, cái thằng nghiện ghê vậy bao giờ. Con biết con nghiện cả nhà không vui, nhưng nếu không nghiện bạn bè không chơi. Ôi mẹ ơi, mẹ, con cháy, cháy đâu, cháy ở đằng kia. Tao đi luôn, cháy ở đây. Đâu, ở đâu, ở đây. À, cái người. Tao làm cháy nó sao được đâu, tao làm, cháy nó đây. Mẹ ơi, mẹ mau đi cứu anh Trường đi, anh Trường nguy kinh lắm rồi. Thế làm sao, anh em bị tự nhiên bị ngã ra đất đi mẹ, mẹ mau đi cứu anh đi. Đưa mẹ đi. Ở đâu? Ôi ôi, con ơi, sao mày làm sao đấy? Mẹ ơi, mẹ anh mau cứu anh đi, anh nguy kịch lắm rồi, tôi không muốn mất anh đâu. Trường ơi, mẹ này nhẹ thôi. Nó tỉnh rồi, mày làm sao được con? Con bị tê, bây giờ mẹ chữa hộ qua cái bệnh tê này được không? Tê, nó là cái gì? Tao không biết. Mẹ không biết á? Ôi trời ơi, anh ơi, tê. À, đây, thuốc đây, tỉnh đi con. Tê là thiếu tiền tiêu Tết. Cảm ơn mẹ đã giải đấu thành công. Con đi đây. Chỉ là không yêu thương tôi, sao nước mắt phải rơi. Mọi người ơi, tôi cứu được con tôi rồi. Phải, tôi cũng tê rồi. Này, thế ông cần tiền tiêu Tết để làm gì? Tôi làm tham gia sự kiện Tết Liên Quân. Ra đời còn mê game à? Liên Quân game quốc dân, tuổi nào chẳng chơi được. Đúng. Là sự kiện Tết Liên Quân, dinh quà rước lộc cái gì? Lại nhận miễn phí trang phục bậc S cộng, Triệu Vân Thần Tài, Sở Liên sứ giả thiên giới, săn trang phục bậc S cộng miễn phí. Đúng rồi. Với sự kiện chung sức đốt pháo, miễn phí quân huy hữu hạn tại sự kiện. Rộng vẻ đầu xuân, ngon miệng đãi và mốt chơi game thú vị ngày Tết. Đẩy ông vực, đừng đẩy vực. Ở nhà mày đã dọn dẹp chưa? Sắp đến Tết rồi đến đây đi. Báo cáo xem đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi. Dạ, đã dọn nhà, đã giặt quần áo, đã lau bàn ghế, đã xăm tivi mới, đã đi rồi nọ này, mua một tủ lau khô này. Tiếp. Mày gì nhỉ? Thế người yêu đâu? Vừa bị đá. Nồi niêu cơm nước thế nào?
Trên đời có hai việc mà Thủy Tinh không thể làm được. Một là làm rể vô hùng, hai là vào bếp nấu cơm. Và còn không vậy, xin mẹ thứ lỗi à. Nếu mẹ năm nào trốn, xin mẹ tự nấu đi à. Thế làm sao tao què thì cả nhà chết đói à. Dạ vâng, cả nhà mình hết luôn. Thôi đừng nhiều lời, đi vào bếp nấu. Mày nấu thế nào tao ăn thế đấy. Ui đừng, không nấu đâu, đừng bắt con. Có thế nào ăn thế, mày nấu thế nào tao cũng ăn được. Mày đùa mẹ mày đi à. Mẹ từ từ, nghe con giải thích nhá. Đây là khoai tây nguyên củ, gạo ít kiêu, thịt xào du kích, cuối cùng là một gáo nước mưa. Mày nấu thế này thì chó ăn được à chưa? Sao mẹ bảo lối nào mẹ không ăn được? Thế mày có muốn ăn nguyên combo của tao không? Thế sao lại khoai tây nguyên củ? Thì nguyên củ thì mới giữ hết vitamin sau những lần thái rửa kho xào xào nấu. Thế có nguyên giá trị cơ nõi. Cũng có tí khoa học kỹ thuật. Thế gạo ít kiêu nó là cái gì? Ít kiêu là thánh nặng Việt Nam, nên là gạo ít kiêu lúc nào cũng lại không bao giờ nổi lên. Lại có tin lịch sử. Thế thịt xào du kích nó là cái gì? Thịt đâu? Thì du kích là ẩn minh, mà ẩn minh thì làm sao mà trách là được? Lại có tí quân sự. Khá lắm. Lấu thì ngu mà bốc phét lên tận nóc nhà. Báo cáo thật to và rõ ràng. Một năm vừa qua đã làm được cái gì rồi? Báo cáo. Từ hai bàn tay trắng này con đã làm nên được vô số. Vô số nợ. Một số nợ. Ngồi con nợ đấy. Thế cả năm đi làm thì tiền đâu? Đâu đi tao? Con mang hết về nhà rồi. Nhà nào? Nhà cái đấy từ châu. Ngồi con nợ đấy. Thôi. Tao không cần cái gì cao sang, tao chỉ cần có đào thôi. Đào á? Tết nhất tối thiểu là phải có đào đúng không? À, tao biết đào ở đâu rồi. Đào đâu? Đào ở quán hát. Tối qua bố vừa ôm xong. Rồi, mày xong rồi. Ngu như con bò. Mùng 1 Tết Tiên Quân, dính quà rước lộc, vô liên quân thôi.